từ xưởng sơ chế nhỏ tại vùng cao nguyên hẻo lánh của tỉnh Đắk Lắk năm 1993, chỉ với khoảng 30 công nhân, cơ sở hạ tầng hạn chế về máy móc thiết bị thô sơ, sau hơn 20 năm phát triển dưới sự lãnh đạo của ông Võ Trường Thành, chủ tịch tập đoàn kiêm tổng giám đốc, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, đến nay Trường Thành đã phát triển thành tập đoàn hùng mạnh với 5.000 lao động trực tiếp và khoảng 400 lao động gián tiếp. Hiện nay tập đoàn có 8 nhà máy sản xuất và chế biến gỗ ở Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Trường Thành đã tái cấu trúc thành công và trở thành tập đoàn trồng rừng, chế biến gỗ và kinh doanh nguyên vật liệu quy mô lớn của ngành gỗ Việt Nam. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Trường Thành là việc tập trung đầu tư nguồn tài chính cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, áp dụng công nghệ chế biến châu Âu và Nhật Bản, được kiểm soát nghiêm ngặt cùng hệ thống theo dõi chuỗi hành trình sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 đã giúp Trường Thành luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, thỏa mãn yêu cầu các thị trường khó tính nhất trên thế giới. Kết thúc năm 2015 thì chúng tôi đã có lợi nhuận sau thuế hơn 300 tỷ đồng. Và trong năm 2016 thì chúng tôi có may mắn hơn, có thuận lợi hơn là sẽ bắt đầu khai thác nhiều hơn cái rừng mà chúng tôi đã trồng từ 10 năm trước, và dự kiến là doanh số sẽ tăng 25% và lợi nhuận sẽ tăng khoảng gần 30% so với năm 2015. Nhân dịp xuân về, tôi cầu chúc cho quý vị cổ đông, các khách hàng và đối tác của TTF cùng cán bộ công nhân viên của công ty năm mới nhiều thành công, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.